Xin chào các bạn nha các bạn. Hôm nay á mình đi lên trên siêu thị điện máy nha các bạn để mình coi có cái tủ lạnh nào được á, cái mình mua về ăn cái nha các bạn. Tại vì tủ lạnh của mình ở nhà bây giờ nó hơi nhỏ quá, mình xài không đủ các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng đi với mình đi lên siêu thị điện máy nha các bạn để mình đi mua tủ lạnh nha. Mình mời các bạn cùng đi với mình nha. Đâu con mẹ đi. Xin chào các bạn nha các bạn. Bây giờ cái tủ lạnh của mình á các bạn, nhân viên ở trên điện máy xanh á, bây giờ người ta đã giao cho mình rồi á các bạn. Mình đã chạy nãy giờ chắc cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi á các bạn. Đó, bây giờ mình mở tủ lạnh ra cho các bạn xem nha. Cái tủ lạnh của mình nè. Mua được cái tủ lạnh á các bạn là cũng nhờ sự hỗ trợ của thằng con trai của mình nha các bạn. Tại vì mình định mua cái tủ cũng gọn gọn thôi các bạn, nhưng mà con mình nói thôi lấy cái tủ này luôn đi, cái tủ này thì hơi bự nha các bạn. Đó. Con mình hỗ trợ vô thêm ít. Mình mời các bạn cùng xem cái tủ của mình nha. Đó. Tủ này là 4 cánh đó các bạn. Gao rồi nè các bạn. Cái phần ở trên này á, là mình đựng gao, đựng đồ đó các bạn đó. Ở trong này thì mình đựng như tàu hũ rồi này kia. Bên này thì mình chưa có. Nữa mình đi chợ mình bỏ vô nữa đó. Bên đây thì mình đựng tàu hũ rồi nè các bạn. Còn như bên đây thì mình đựng trứng, xả rồi nè đó. Mấy cái đồ lặt vặt mình để trên đây đó. Còn cái này gao rồi nè. Hồi sáng á các bạn mình đi chợ mình thấy rau chạy ngon quá, cái mình mua bọc rau chạy thiệt là ngon luôn các bạn. Rau chạy này rất là ngon luôn. Mình mở ra cho các bạn xem nha. Một bịch gì có 20.000 hả các bạn, nhưng mà rau nó rất là ngon luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? (Cười)
Rau này nấu canh chua ăn ngon lắm các bạn, hoặc là mình nấu canh với lại tôm khô quá các bạn cũng ngon nữa. Còn này là kèo nèo rồi nè, rau rác rồi mình mua mình để trong đây sẵn hết vậy nè, có ăn cái là mình lấy ra ăn, lỡ khi ở nhà mà không có rau á thì mình lấy ra mình ăn đó. Khóm rồi nè, khóm rồi đu đủ nữa à, đây cũng có đu đủ nữa nè các bạn. Cái này là kêu bằng cái chợ giống như là cái chợ chợ không đồng vậy đó các bạn. Chợ không đồng thường thường á ở ở ngoài chỗ gần nhà mình á, người ta làm cái chợ không đồng cũng nhỏ nhỏ vậy nè. Còn mình giống giống cái chợ không đồng nha các bạn. Vô đây á mình lấy cái này ăn á thì không có tốn tiền, nhưng mà khi mình đi chợ thì mới tốn tiền. Còn đây nè các bạn, ở dưới đây á là thịt thịt cá đồ mình bỏ trong đây nè đó. Thịt cá rồi mình bỏ trong đây hết. Còn ở bên đây nè là mình làm nước đá nè các bạn. Bên đây nó có hai ngăn, bên đây ngăn thịt, bên đây thì ngăn nước đá. Nước đá làm cũng nhiều lắm các bạn. Ở trong đây cũng là nước đá luôn nè. Rồi. À, video của mình chia sẻ cái bữa mà mình đi mua tủ lạnh đến các bạn, cho các bạn cùng xem và cùng vui với mình nha các bạn. Tại vì mình mua được cái tủ lạnh gì là mình cũng mừng lắm luôn á các bạn. À, đặng tiện lợi cho gia đình sinh hoạt á các bạn. À, mình chia sẻ đến các bạn đến đây cũng đã dài rồi, video cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.